muốn là thứ nhất là tạo được cái sân chơi cho các em có được cái cơ hội rèn luyện chữ, rèn tính nết. Cái thứ hai là với Hồng Hà thì cũng muốn thông qua các cái chương trình như thể giao lưu này thì sẽ nghiên cứu sâu hơn các cái nhu cầu của nhà trường, của các em học sinh để tạo ra những cái sản phẩm nó phù hợp hơn, đáp ứng đúng cái yêu cầu của cái chương trình giáo dục mới hiện tại như bây giờ. Thế thì thứ nhất là kính chúc các thầy cô, các phụ huynh sức khỏe, chúc các em có cái buổi giao lưu rất là vui và ai cũng sẽ có giải thưởng để mang về. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, cuộc thi của Hồng Hà chinh phục nét hoa diệu kỳ sẽ diễn ra trong hai vòng thi. Và như hôm nay các con đến đây sẽ là đang tham gia thi vòng loại. Và trong vòng loại, chúng ta sẽ diễn ra vào các ngày 19, 20, 26 tháng 9. Vòng chung kết sẽ diễn ra là cuộc so tài gay cấn của các bạn đã được giải nhất, giải nhì của vòng loại. Và để giúp quý vị cũng như là các con hiểu hơn về thể lệ cuộc thi, thì khi tham gia cuộc thi, học sinh sẽ chép chính tả một đoạn văn hoặc một đoạn thơ theo mẫu chữ đứng hoặc chữ nghiêng. Và học sinh tham dự giao lưu sử dụng bút máy nét hoa, mực tím và giấy ô ly của Hồng Hà. Thời gian hoàn thành bài viết sẽ là 30 phút. Cơ cấu giải thưởng của vòng loại: hai giải nhất, phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng trên một giải. 4 giải nhì, phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng trên một giải. Và 4 giải ba, trị giá 200.000 đồng trên một giải, là phiếu mua hàng tại các showroom văn phòng Hồng Hà. Và những học sinh được giải nhất và giải nhì trong vòng loại sẽ được tham gia thi chung kết vào ngày 27 tháng 9 năm 2020. Và ngay bây giờ thì chú muốn biết là các bạn học sinh của chú hôm nay đã sẵn sàng để thi chưa nhỉ? Sẵn sàng hơn nữa được không nhỉ? Mạnh mẽ hơn nữa nào được không? Chú hô 1, 2, 3 chúng ta sẽ cùng hô sẵn sàng nhé. 1, 2, 3. Vâng ạ. Và bây giờ là 9:22, cuộc thi của chúng ta chính thức bắt đầu sau 2 phút nữa. Bây giờ các con sẽ ngồi lại chỗ để các chú phát đề. Và các con có trong thời gian đấy các con hãy viết tên nhá. Nào, bây giờ bạn nào học lớp 2 giơ tay lên nào. Học lớp 2 nhá. Bạn nào lớp 2 giơ tay để chú phát đề nào. Trong thời gian còn lại thì các bạn còn lại ghi tên đi nào. Rồi, bây giờ đến lượt các bạn lớp 3 nào.